Câu 47 nha mọi người. 47. Ôi câu 47 hay nè các bạn. Câu 47 có rất nhiều thứ để học trong câu số 47. I was so pleased to have the ba chấm to visit your country. Câu 47 hay nè các bạn ơi. 47 không, mình chỉ like 8 giờ tối 2 tới 6 thôi Vi ạ. 8 giờ tối 2 tới 6. Rồi câu số 47. Câu số 47 hay nè các bạn. Long ca chọn câu D. Cái này tiếng Anh cho người mất gốc ai cũng học được các em. Pin chọn câu B luôn. User150 cũng chọn câu B. Tony Trần cũng chọn câu B. Đáp án bốn bạn tôi được đọc lên đều chọn câu B hết. 100% chọn câu B. Đáp án câu B là đáp án là một đáp án chính xác. Opportunity từ này nghĩa là gì vậy các bạn? Opportunity từ này có nghĩa là cơ hội, các bạn ghi ra nhé. Câu 47 từ này có nghĩa là cơ hội. Opportunity, cơ hội. Mọi người ghi ra từ này để nhớ nha. Rồi. So please, ngày hôm qua chúng ta có học cái từ please động từ có nghĩa là làm hài lòng ai đó. Hôm qua mình mới học cái câu này, chữ please động từ là làm hài lòng. Như vậy thì I was so pleased có nghĩa là tôi cảm thấy rất vui lòng, tôi được làm hài lòng với các bạn. Thì mình sẽ dịch là tôi cảm thấy rất hài lòng bởi vì là hoặc là rất vinh dự đó mọi người, bởi vì là có một cái cơ hội opportunity. I was so pleased. Tôi cảm thấy rất vui. Tôi cảm thấy rất vui khi mà có cơ hội được đến thăm đất nước của bạn. To have the opportunity to visit your country. Câu này dùng trong trường hợp nào? Câu này các bạn dùng trong trường hợp là các bạn, nếu như các bạn đi làm nhá. Các bạn nào đang đi làm á, đi làm và các bạn được đi qua nước ngoài, đi công tác, các bạn gặp gỡ đối tác ở nước ngoài thì các bạn sẽ nói câu này khi mà các bạn lần đầu tiên gặp gỡ đối tác của mình ấy. I was so pleased to have the opportunity to visit your country. Tôi cảm thấy rất vui khi mà có cơ hội được đến thăm đất nước của các bạn. Hoặc là các bạn có thể thay chữ country bằng chữ company. Cái này mở rộng ra cho mấy bạn đi làm nha. Các bạn nào đi làm á, các bạn không cần ra nước ngoài mà các bạn ví dụ như là các bạn được mời tới tham quan công ty này, công ty nọ thì các bạn sẽ nói câu này. I was so pleased to have the opportunity to visit your company. Cảm thấy rất vui bởi vì là có cơ hội được đến thăm công ty của bạn. Ôi dồi ôi, câu này nó xã giao kinh khủng luôn. Rồi, destiny là gì mọi người? Destiny là số phận, là duyên phận nha các bạn. Định mệnh, destiny mình dịch là định mệnh đi cho nó hay. Necessity là sự cần thiết. Còn câu cuối cùng, possibility là danh từ của từ possible mọi người ạ. Nó có nghĩa là sự có thể. Possible là tính từ có thể. Còn danh từ là possibility. Rồi cái từ này rất là hay đọc sai. Mở phiên âm ra cho các bạn. Necessity, nhấn âm 2. Necessity. Necessity. Necessity, nhấn âm 2 là sự cần thiết. Necessary là tính từ cần thiết các bạn. Nó là danh từ của từ necessary á mọi người. Danh từ của từ necessary. Necessity là sự cần thiết. Rồi. Bây giờ mình học kỹ hơn con này một xíu nha. Opportunity là cơ hội. Vậy thì lãng phí một cơ hội nào đó chúng ta sẽ nói như thế nào? Lãng phí cơ hội. Các bạn sẽ dùng từ nào cho Quỳnh mọi người ơi? Lãng phí cơ hội. Chúng ta sẽ có cụm từ là waste an opportunity. Các bạn ghi cụm từ này nhé. Cơ hội là opportunity. Và lãng phí cơ hội mình sẽ có cụm từ là waste an opportunity. Thường khi mà mình học từ vựng thì Quỳnh ít khi cho các bạn học một từ riêng lẻ. Mà ví dụ có cái câu nào hay thì Quỳnh sẽ cho các bạn học một cái cụm từ luôn. Khi các bạn học một cái câu tiếng Anh với cái một cái cụm từ với nó, một từ vựng và một cái cụm từ thì các bạn sẽ nhớ lâu hơn rất nhiều so với cái việc các bạn học một cụm từ riêng lẻ. Rồi, waste an opportunity có nghĩa là lãng phí một cơ hội. Đừng bao giờ lãng phí một cơ hội. Có một câu này rất là hay. Có một câu này rất là hay để mở ra cho các bạn đọc nha. Rồi, các bạn đọc thử câu này, các bạn thử dịch nghĩa câu này cho Quỳnh nha. Rồi, never waste an opportunity. Bạn nào dịch thử cho Quỳnh câu này nha. Never waste an opportunity to tell someone you love them because you never know tomorrow could be too late. Câu này dịch nghĩa là gì đây mọi người ơi? Câu này dịch nghĩa là gì đây mọi người ơi? Rồi đừng bao giờ lãng phí một cơ hội. Đừng bao giờ lãng phí một cơ hội. Tell someone là nói với ai đó rằng bạn yêu họ. Tức là đừng bao giờ lãng phí cơ hội nói lời yêu một ai đó. Bởi vì bạn sẽ không bao giờ biết được ngày mai có thể là quá trễ.
Ngày mai có thể là quá trễ, có thể là chúng ta không còn cơ hội ngày mai để nói lời yêu thương với người mà mình muốn yêu thương nữa. Cho nên nếu như mà chúng ta có yêu thương ai thì hãy dành thời gian bày tỏ tình cảm với người đó. Đừng để ngày mai là ngày cuối cùng, đừng để ngày mai là cơ hội cuối cùng. Đúng rồi. Cho nên ai yêu tôi á thì nhớ nói yêu tôi đi nha. Ai yêu tôi thì nhớ tranh thủ nói yêu tôi đi nha. Rồi quay trở lại từ định mệnh, chúng ta có từ gì mọi người ơi? Nhạc liền, ngọt ngào ghê. Rồi còn một từ nữa là destiny, là từ duyên phận. Destiny là duyên phận. Còn một câu hay lắm với từ destiny mọi người ạ, nhưng mà câu này nó hơi buồn. Định mệnh của em là yêu anh. Mình sẽ nói làm sao mọi người ơi? Định mệnh của em là yêu anh. Định mệnh của em là yêu anh. My destiny was to love you. Câu này dịch có nghĩa là định mệnh của em là yêu anh. Định mệnh hoặc là duyên phận, đúng rồi. My destiny was to love you, but your destiny was to love her. Định mệnh của em là yêu anh, nhưng định mệnh của anh lại là yêu cô ấy. Cái nói là trong cái khung tình buồn mày ơi, chứ tôi không có buồn hết trơn á. Câu ví dụ buồn quá. Buồn mắc gì mà thả, tại sao chị thêm vết xấu á. Rồi ai muốn thả tính thì dùng bé đầu thôi nha. Ai tình tay ba. Các đạo diễn kêu. Rồi, ai muốn dùng vé đầu, ai muốn thả tính thì dùng vé đầu. Còn ai muốn có caption sâu sắc thì đăng thêm vé sau nha. Em yêu anh, mà anh thì lại yêu cô ta đó mà. Ý là vậy đó mà. Rồi, tiếp, thôi, chuyển. Cắt, đạo diễn kêu cắt. Rồi, cô 48.